4 phút sau tiếng còi khai cuộc trên sân Pleiku, Hồ Tấn Tài làm tung mảnh lưới Hoàng Anh Gia Lai bằng một pha dứt điểm chéo góc uy lực. Hậu vệ người Bình Định có mùa giải thứ 7 liên tiếp ghi bàn tại đấu trường V-League. Cho dù đã trải qua nhiều màu áo khác nhau từ Bình Dương, Bình Định cho đến câu lạc bộ Công an Hà Nội, Hồ Tấn Tài vẫn duy trì được sự ổn định. Hồ Tấn Tài đã có 7 mùa giải liên tiếp ghi bàn tại đấu trường V-League dù vị trí của anh là hậu vệ. Người kiến tạo cho Hồ Tấn Tài lập công là Vũ Văn Thanh với tình huống đánh gót tinh tế. Nhưng đó chỉ là một trong 3 pha kiến tạo của hậu vệ người Hải Dương trong trận đấu này. Đối mặt với đội bóng cũ, Văn Thanh thi đấu thăng hoa và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Cú đá phạt góc chính xác của cầu thủ 27 tuổi giúp Bùi Hoàng Việt Anh thoải mái sút tung lưới Hoàng Anh Gia Lai để nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó là một tình huống gây sức ép và cướp bóng tạo điều kiện để Success ấn định chiến thắng 3-0. 4 đợt tập trung và 6 trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Chu Xie vẫn chưa thực sự hoàn thiện được bộ khung đội tuyển Việt Nam phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Các nhân tố mới được nhà cầm quân người Pháp trao cơ hội vẫn gặp nhiều khó khăn trong các trận đấu quốc tế. Vòng loại World Cup 2026 hứa hẹn mang tới những thử thách còn lớn hơn. Cả 3 đối thủ cùng bảng của đội tuyển Việt Nam đều đang chuẩn bị rất tích cực và nghiêm túc để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Iraq vẫn luôn là một trong những tên tuổi hàng đầu của làng bóng đá châu Á. Philippines đã lên kế hoạch triệu tập hàng loạt ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài và kêu gọi cổ động viên lấp đầy sân vận động Rizal Memorial. Còn ông Shin Tae-yong cùng tuyển Indonesia cũng tràn đầy quyết tâm kết thúc 7 năm không thắng tuyển Việt Nam tại các giải đấu chính thức. Để đương đầu với các đối thủ này, đội tuyển Việt Nam rất cần đến những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Họ sẽ trở thành điểm tựa vững vàng về mặt chuyên môn cũng như tinh thần trong các thời điểm then chốt. Lần gần nhất Văn Thanh khoác áo đội tuyển Việt Nam đã cách đây gần 1 năm. Hồ Tấn Tài cũng vừa vắng mặt trong danh sách tập trung hồi tháng 10. Giữa những khoảng thời gian ấy, cả hai cầu thủ chạy cánh phải từng tỏa sáng dưới thời ông Park Hang-seo đều duy trì được phong độ ổn định ở các giải đấu cấp câu lạc bộ. Nếu được trao cơ hội, họ sẽ không hề ngán ngại những Indonesia, Philippines hay Iraq. Vũ Văn Thanh là cầu thủ ghi bàn thắng gần nhất cho đội tuyển Việt Nam tại một giải đấu chính thức, bàn gỡ hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp Thái Lan. Quay xe, mở đường cho các cựu binh hay tiếp tục tin tưởng vào những phương án thử nghiệm, lựa chọn cuối cùng thuộc về ông Chu Xie. Và lựa chọn ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội tiến xa của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026.